Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu sâu vô những cái cây đẹp, những cây mà ra hình ra dáng rồi để mà chuẩn bị đem đi triển lãm, đem đi thi hội hoa sân đồ ha. Thì như mình có giới thiệu ở clip trước, cái vườn này là bonsai Chí Mỹ, thì của chú ruột của mình, chú và vợ. Thì cái cô Mỹ là gì ta, chủ tịch của hội sinh vật cảnh của thị xã Tân Uyên ha. Hiện lát sẽ mời cô ra đây chia sẻ luôn. Đây là những cái cây mà sẽ được đem đi triển lãm đây các bạn. Đây là linh sam ha. Đó, đẹp chưa? Này lũa nè, thấy không? Này có hình có hài đồ này nọ. Cái này là hải châu nè, ấm tàn chưa? Bạn biết cắt tỉa chưa? Chắc còn làm sơ sơ nữa. Này sâm núi nè các bạn. Sâm núi này không biết sâm bông hay sâm trái đây. Cắt tỉa hết này, lá nhỏ quá, chắc sâm trái quá. Sâm trái có giá trị hơn sâm bông ha. Này là linh sam 86 nè các bạn thấy không? Những cái chậu men này là chậu của Việt Nam mình luôn á. Chậu Việt Nam mình làm, cái này của anh Nguyên ha, anh Nguyên ở Bình Dương làm. Sam núi kín mít luôn nè. Bây giờ này còn rớt nặng ghê, cây rất là già ha, ấm cúng. Cây này, cây này dữ không? Đẹp ghê không? Hay sam núi nè, ấm tàn hết. Nhưng mà này, cây này như bị khuyết cái mặt hông. Khuyết mặt hông. Chị chết. Như cái nấm luôn. Cây này nó bể bằng sau lưng. Làm mấy cái cây, chơi mấy cây này phải kỹ đó các bạn. Nhiều khi khiêng nặng á, cây thì nó nặng, chỗ thì chật. Nhiều khi khiêng nặng á, cái tay, cái chân nào quẹt vô đây cái gãy, cái cụp cái là coi như xong phim. Hoặc là mấy cái cây mà tàn rớt, tàn bay kiểu này nè. Nhiều khi mà để thấp quá, mình đi mình máng cái chân vô, gãy, chó. Nè mấy con đệ nè à, coi đằng kia quá trời đệ luôn nè à. Còn nữa đó, nhiều khi khách vô nhà rồi nó chạy là nó máng vô, nó máng vô rồi gãy là chỉ có khóc thôi. Đấy các bạn, đây là cây sâm núi trái nè, nhìn trái nó nè à, thấy trái không? Trái nè, trái khi chín nè. Này mình bứt ra cho các bạn coi, nó mới vừa nói xong đàn chết luôn á. Trái nó chín như trái nho, màu như trái nho. Này xanh nè, này chín chưa chín lắm nè, còn này nè. Này chín như trái nho luôn. Rồi, cái trang. Bà chủ ơi, tranh thủ cho phỏng vấn chút xíu bà chủ ơi. Giới thiệu đồ. Đây các bạn, đây là cô Mỹ của mình ha. Đây là chủ tịch của hội sinh vật cảnh thị xã Tân Uyên. À, đây bà chủ tịch gắn vô phỏng vấn cái bà chủ tịch đây. Hai mấy đi đi hội hoa sân cô Mỹ? 28. 28. 28 mình sẽ lên đây quay quá trình vận chuyển cây lên cái thi thị xã luôn. Không, thi trưng bày và thi bên tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương ở bên Thủ Dầu Một hả? Thủ Dầu Một. Ồ, chạy qua Thủ Dầu Một luôn. Ok, vậy là trung tâm hành chánh. Trung tâm hành chánh luôn. Vậy lúc đó mình mình quay cái khúc mà dọn dẹp này nè, xong rồi lên trên kia bày biện ra du xuân luôn. Du xuân. Này trang hả mày? Trang. Này là mấy cây mình chuẩn bị đem đi á. Đúng rồi. Đẹp. Năm nào cũng đều tham gia trưng bày và thi
hội Hoa Xuân của tỉnh Bình Dương. Mặc dù mấy năm dịch bệnh nhưng mà hội Hoa Xuân, trung tâm văn hóa, sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương đều tổ chức hội Hoa Xuân để bà con được Bình Dương mình, kể cả các anh em công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết, đều có nơi tham quan và thưởng ngoạn. Coi như là đi du xuân rồi, vui chơi gia đình rồi ha. Gia đình. Quá ok, hôm nay là nghệ nhân nha các bạn. Nghệ nhân, tôi là gần nhân thôi, chưa được nghệ nữa. Đây tất cả đem đi hết luôn hả mày? Ừ, đem một số rồi đem đi. Thì lớn. Thì lớn trung, luôn. Thì tiểu. Mỹ có tính đem số lượng bao nhiêu chưa? Thường thường hàng năm mình đem khoảng 100 cây. Ừ. Ừ. Là cậu hoàng lên hả? Nguyên chiếc xe tải hả? Ờ, chở hai chiến. Hai chiến mới đủ á. Ừ. Vừa lớn vừa nhỏ. Linh Sam 86, ghép 86 rất là đẹp ha. Này sam núi nè. Ừ. 100 cây. Là ừ. Có chọn được cái nào chưa? Hay là nói chung ở đây vòng vòng thấy cây nào ấm tàn là lên đường đúng không? Đúng rồi, ấm tàn lên đường. Ở đây với khu trên kia. Năm rồi á là sở văn hóa thông tin á thì dạ. Có nói á là sẽ hỗ trợ dạ. Là tiền cẩu, xe cẩu để lần cẩu những cái cây mà khổ lớn rồi dạ. Để đi để cho cái hội Hoa Xuân á là dạ. Nó thêm phong phú hơn dạ. Đa dạng hơn, nhưng mà chưa nghe nói. Chưa thấy hồi âm. Chưa thấy hồi âm. Không đúng rồi, phải có hỗ trợ cho nhà vườn, người ta mới mướn xe người ta đi, các bạn đi cực lắm. Mấy triệu bạc á. Đúng rồi. Cả chục triệu á. Nhiều còn hơn nữa. Là những cái cây mà khổ lớn, nói chung á là bên sở nông nghiệp. Dạ. Vừa rồi á là mấy anh em đồ có ghé đây tham quan vườn. Thì hả là thấy ồ tại sao á, đánh câu hỏi là tại sao những cái cây đẹp như vậy mà hả hội Hoa Xuân em không thấy chị mang đi. Nó nói tại vì tiền vận xe vận chuyển á, là cao, mà cái hỗ trợ của văn hóa thể thao du lịch á, bên đó sở là quá thấp. Yeah. Nên hả là cẩu đi như vậy á, là chi phí á, là không có. Nên á, là không có cẩu đi. Rồi hả vừa rồi á là coi như tài chánh của sở á, là năm rồi á, là có lên tiếng nói á, là để á, là coi như á, là kiến nghị đề nghị lên xem sao, nhưng mà đến giờ này thì chưa cũng thấy im ghê luôn. Chưa thấy rồi ông. Đúng rồi, phải có hỗ trợ cho nhà vườn vậy các bạn. Ở đây á, đi xuống Bình Dương thì còn gần ha, nhưng mà cái cuộc chơi này là đâu phải là tỉnh Bình Dương không, đúng không Mỹ? Đúng anh rồi. Em ở các tỉnh vô nữa, ví dụ miền Tây mà chạy lên Bình Dương là nặng tiền hơn nữa, cho nên là phải hỗ trợ thì nhà vườn người ta mới có động lực, người ta đem đi em đi đó, chứ còn không có chi phí trở lên trở về. Mà các bạn biết là đem đi triển lãm á không có đơn giản ha, tại vì phải cử người ở lại tưới nữa, tại trưng bày mấy ngày không mày? Xuân á là tới mùng năm 28 mình đem đi, 27, 28 27, 28 là nhận cây đem đi. Nhưng mà tới là mùng 5 là mang về. Yeah. Nhưng cái vấn đề mà tưới tắm á, thì cũng qua quá trình á, là kiến nghị thì cũng có được á, là sở á, là đưa chi phí để thuê người. Yeah. Thuê người tưới cây. Yeah. Để cho cây á, hả là của anh em đồ đem đi á, là không khỏe có mạnh, khỏe không mạnh, hao không hao hụt. Nhưng mà thật sự ra cái đội ngũ mà tưới cây á nó cũng khó là tại vì họ không chuyên á. Đúng rồi. Nên á là vừa rồi á, năm rồi thì có một số anh em á là phàn nàn á là cây tưới á thì tưới đẫm đó, nhưng mà lại rong rêu mà mấy anh em mà đắp để bung hết đúng không? Bung hết lên luôn. Đó. Nên á, đó cũng là một cái vấn đề. Mà giờ, bây giờ biết làm sao. Phải chịu. Các bạn biết là đó giống như là cô Mỹ mình mới vừa chia sẻ đó. Thì cái này hồi xưa mình cũng biết chơi nên mình hiểu ha các bạn ha. Đây để mình chỉ cho các bạn dễ hiểu nè. Bây giờ cây em đi á, bình thường á,
cây đem đi là người ta sẽ đắp rêu lên cái bề mặt như thế này cho đẹp. Có thể bình thường ở nhà là không có đắp rêu ha, để cho nó thoáng. Đó, đắp rêu lên vậy thật ra nó cũng kín nè, cái rễ nó không có được thoáng, nó không có được khỏe. Cho nên bình thường á, nếu mà nuôi ở nhà người ta sẽ cạo cái lớp rêu này người ta bỏ đi. Rồi chừng nào mà đi thi hội qua đâu á, người ta mới đắp cái rêu lên để làm cho nó đẹp. Đó, nhìn vậy rất là đẹp, rất là tự nhiên đúng không? Đó, nhưng mà khi mà tưới á, không phải dễ nha các bạn. Giờ chúng ta tưới vô đây á, những người không chuyên người ta tưới á, người ta tưới quá nhanh đi thì nước nó không có kịp thấm xuống cái chậu mà nó tràn ra ngoài hết nè. Đó, phải tưới từ từ, nước phải nhỏ nhỏ, tưới từ từ cho nó thấm hết tới đây thì mới gọi là đúng kỹ thuật. Thứ hai nữa, cái giò nước mà quá mạnh nó xịt á là bay mấy cái rêu mà mới đắp á, nó đâu có bám cái chân xuống dưới đây đâu, nó văng ra ngoài hết trơn luôn. Đó, rất là khó chịu. Cho nên tưới không phải là đơn giản ha, không phải ai muốn tưới thì tưới đâu. Đôi khi người ta tưới người ta phải tính bằng phút. Ví dụ tưới mấy cây mai lớn á, nhìn trên bề mặt đôi khi là nó ướt, nhìn nó ướt thì tưởng là đủ rồi, nhưng mà thật ra cái nước nó không đủ thấm xuống dưới. Phải quy định tưới 10 phút, đứng yên ở đó tưới hoài đúng 10 phút là mới đúng kỹ thuật. Đó là cái cách tưới mà như vậy. Đó, rồi chưa kể các bạn có những cây nó khó chịu chúng ta tưới, ví dụ như tưới nhà mình cái nguồn nước nó quen với cái cây rồi, cái cây nó ok bình thường. Đi lên cái khu triển lãm cái nước đó nhiều khi nó có này có kia có phèn có hoặc là có vấn đề gì đó, nói chung là lạ nguồn nước thì nó cũng làm cho cây đôi khi nó bị xuống lá, rớt lá, vàng lá đó, có khi bỏ chi luôn, cho nên là cũng rất là khó chịu. Thì đó là những cái gọi là cái gì ta, rồi những cái rủi ro của nhà vườn khi mà đem cây đi thi đó. Trong quá trình vận chuyển nhiều khi nghiêng ngã gãy cành gãy đồ nữa, cho nên là nhà vườn rất là cần những cái chi phí hỗ trợ đó đó để mạnh dạn đem đi chơi, chứ không phải gì hết trơn á. Mỗi lần khiêng lên khiêng xuống phê lắm bạn, phê lắm, khiêng rồi chất vô làm sao cho cây nó ngã đồ. Ngày ngày của Mỹ nguyên cái vườn này là một ngày tưới bao nhiêu lâu của Mỹ? Ồ, chắc cả ngày thường. Thường á là ví dụ như á là buổi sáng, như những cái cây mà trên kệ, những cây mình đã ép vô chậu nhỏ như vậy á, là thường á là mình phải tưới 2 lần trong ngày, sáng và chiều. Còn nguyên cái vườn như vậy á, khoảng 3.500 mét vuông này thì hả là tưới á, buổi chiều á, nếu để buổi sáng mình tỉa cây hoặc là mình làm những công việc ấy, mình tưới cái vàng nhỏ trước. Rồi buổi chiều á là tưới cây á là từ 3 giờ cho tới 10 giờ đêm. Xiên lắm nha bạn, một người phụ nữ nhưng mà hai vợ chồng đều mê cây hết. Đây là chú ruột với lại dì ruột của mình á, là coi như là hai vợ chồng đều mê cây, mà ở đây là vợ lên nghệ nhân rồi. Chồng mới là cái gì? Thợ giỏi. Dưới màu. Chồng mới thợ giỏi thôi. À, chồng rồi sửa cây, vợ con sửa cây. Nhưng mà tối chiều bắt đầu bằng tưới nước á, tưới cây á. Tưới tới khuya luôn các bạn. Tưới tới 10 giờ, 11 giờ đêm luôn á. À, tưới vậy mà thật ra tưới cây, tưới cái giờ chiều mát hết nắng thì nó tốt hơn ha. Nó tốt hơn, nó khỏe cây hơn. Đây các bạn, này, cây đinh sam này ghép rất là đẹp luôn. Ghép 86 vô, anh rớt đồ này nọ. Thì cây lớn á, chúng ta cho những cái chôm riêng này. Còn đối với những cây nhỏ hơn thì chúng ta có thể làm những cái kệ như thế này. Này mà nhà phố á, thường thường các bạn thấy nhà phố mà ngang khoảng 4m, 5m á, người ta làm một cái kệ sát tường 3 tầng giống vậy nè, đặt một bên góc đó, để người ta chơi cây. Nói chung may mắn hơn các anh em khác là mình đam mê. Nên nó hả là vấn đề mà yêu và thích và mà mê, nên cái vườn càng ngày cây cối càng nhiều. Là nó như vậy. Đôi khi có mấy anh em mà chia sẻ nói hả trời ơi em mê lắm, nhưng mà em mỗi lần mà em rinh cây về á hả, như vợ em hay nhằn nhằn chống nạnh liền. Sinh vật cảnh, những cái chữ đầu viết tắt SVC là mấy anh em trong mà chơi bonsai cây cảnh đó hay nói là hội sợ vợ. Hội sợ vợ. Đó là vậy. Nói hả là hả cứ mỗi lần mua về nói đâu có, này được tặng. Vợ mà nhằn thì lại nói là không, cái này anh được tặng. Nhiều cái vậy đó bạn. Dù mê quá mà thường thường mấy ông chồng mà mê không phải cây nè không nữa, bét đồ cũng vậy nữa. Là về mà vợ hay la, tại vợ hay la cũng có lý do, đôi khi mê quá bỏ bê công việc chính. Rồi nói chung là dành cái tiền, thay vì tiền nó mua sữa tả, thì đôi khi mê quá lạm vô này nọ.
phụ nữ người ta hay suy nghĩ vậy, đâm ra mấy ông chồng có một cái cách gọi là cái này ví dụ mua 10 triệu thì nói 1 triệu thôi, mua 1 triệu thì nói 100 ngàn, còn không thì nói cái này được tặng, này anh Năm Ngô anh kỷ niệm cho anh chứ anh có mua đâu mà. Vậy không á, mình tiếu lắm, rất là nhiều lần có những người: anh ơi, em là vợ của anh ABCD, có phải anh mới tặng cho anh cây này cái con này hay không đâu, lại nói tới mình nói đúng rồi em, anh tặng á. Nhưng mà cũng vui các bạn, nói chung thì vậy. Ồ, tính ra con Mỹ này dính vô cây này bao nhiêu năm rồi ta? Trên 10 năm rồi. Lâu rồi đó. Đúng rồi. Là bắt đầu từ lên đây hả quý? Trước đó nữa. Thành ra là hồi xưa là tham gia bên hội sinh vật cảnh của Dĩ An. Đầu tiên. Đó là tham gia, là cái nôi mình tham gia bên đó. Nhưng mà với cái sự đam mê, yêu thích nên hả mình quyết tâm hả là thành lập cái hội sinh vật cảnh của thị xã Tân Nguyên. Hội sinh vật cảnh của thị xã Tân Nguyên lúc bấy giờ là luôn cả huyện Bắc hiện tại bây giờ. Lúc đó là ở đây chưa phát triển. Đây ngày xưa các bạn, lúc mà ngày xưa là cái hội sinh vật cảnh của thị xã Tân Nguyên là chưa có thành lập ha. Lúc đó cô Mỹ là coi như là một trong những người đầu đứng ra để mà đi kết nối rồi thành lập đúng không? Đúng rồi. Lúc mới thành lập mình là phó chủ tịch hội đây nha các bạn, nhưng mà sao lại bận quá thôi không là phó chủ tịch hội sinh vật cảnh. Lúc mới đầu á. Là thật sự ra là cái đam mê làm cho mình cuốn hút hồi lúc mà đi xin á thành lập hội á, thì các anh mà bên sở nội vụ của tỉnh Bình Dương á cứ tưởng đó là cô Mỹ đi xin để cho chồng người ta cho chồng làm giấy tờ, nộp giấy tờ là thủ tục á, là để ông chồng đứng ra làm chủ tịch hay như thế nào. Nhưng mà tại vì khi mà mình làm cái văn kiện á cũng có sai sót thì mấy anh mới điện thoại kêu qua để chỉnh sửa. Rồi sau đó mà thành lập hội rồi á thì mấy anh á là đi dự hội, đi hội nghị của hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Dương á. Mấy anh mới nói là trời ơi, tôi cứ tưởng đâu là cô đó đi, cô Mỹ đi xin á, nộp hồ sơ rồi á là ông chồng làm chủ tịch, ai ngờ đâu là cô Mỹ. Thì có một cái năm chủ tịch hội sinh vật cảnh Việt Nam là cụ Đỗ Phượng có tham quan lái thiêu mùa trái chín. Thì nói chung á, lúc đó là hội là đang chuẩn bị thành lập, thì cụ có kêu các anh bên tỉnh hội mời hai vợ chồng đi cùng cụ đi tham quan để biết mặt hai vợ chồng là như thế nào. Tại vì đó là trong cái hội sinh vật cảnh của Việt Nam á thì nữ mà chủ tịch hội của một huyện thị á thì có lẽ là cô Mỹ là duy nhất luôn, đầu tiên luôn, đầu tiên chứ không phải là duy nhất, đầu tiên. Đó là cụ mới nói với cô Mỹ là: con có biết con là một trong những nữ nghệ nhân sinh vật cảnh đầu tiên của nước Việt Nam không? Hơi hoành tráng. Thì lúc đó mình cũng rất là ngạc nhiên đó. Ồ, vậy là không có ai nữ mà ấy hồi đó giờ hả cụ. Cái cụ mới nói là đúng rồi, nhưng đặc biệt nhất là con là đứng đầu là chủ tịch của một huyện thị. Thì mấy năm gần đây thì có một cái chị là chủ tịch hội sinh vật cảnh của Vũng Tàu. Đó là một là mới là chủ gần đây là có cái chị đó là nữ. Mới đây thôi. Phải dữ. Cái đam mê này thì mình biết rõ, tại vì mình cũng từng ấy năm các bạn, nói chung là chắc con của cô Mỹ hơn con chút xíu. Sao cô Mỹ dắt con vô? Ở đầu hai chú cháu chơi chơi bonsai, thì cái nguyên nhân đầu tiên mà mình mê bonsai là vậy nè các bạn. Chắc hơn 10 năm nhiều, hơn nhiều. Tại cái nhà ở dưới con là xây nay là năm thứ 14, 15 rồi. Đúng rồi, mà 14, mình đã chơi trước, mình đó, chơi trước rồi. Đó rồi. Thì coi như là lúc đó mình, thật ra lúc đầu mình không có thích cây bonsai nha các bạn. Lúc trước ở Sài Gòn, nói chung là mình mê sinh vật cảnh thôi, chứ còn lúc trước ở Sài Gòn thì thứ nhất là tuổi còn nhỏ, thứ hai là không gian không cho phép, thì mình cũng chưa có phát hiện ra là mình thích cây cối. Thì lúc đầu mình xây nhà ở trên Bình Dương mình nè,
Thì bắt đầu hai chú cháu mình với chú Bi á, là đi xuống miền Tây rồi đi khắp nơi để tìm những cái cây cổ thụ. Thời điểm đó là đang hot những cái cây cổ thụ, những cây lớn. Thì các bạn thấy những cái cây lớn mà trong cái vườn nhà của mình hiện nay á, là ngày xưa là mình với chú mình là đi vòng vòng miền Tây, đồ Tiền Giang, đồ này nọ đó, rồi mấy cái vườn trên Bình Dương đồ á, đem về nhà trồng. Thì lúc đó là mình chỉ ấn tượng với lại những cái cây cổ thụ thôi, tại vì nó hoành tráng quá, nó bự quá, nhìn nó khủng khiếp quá. Chứ chưa có mê bonsai nha. Lúc đó mình còn nói với chú Bi mình là không thích bonsai, bonsai nhìn nó làm sao sao nhỏ quá. Nhưng mà sau khi mà mình chăm hết cây vô cái vườn nhà mình rồi, hết không gian để trồng cây bự rồi các bạn, nhưng mà cái niềm đam mê cây cảnh nó vẫn còn. Thì giờ chỉ còn có cách nào, chỉ có cách là đưa những cái cây cổ thụ thu nhỏ chơi thôi. Đó, ví dụ như những cái cây này mà phóng to ra thành cái cổ thụ giờ phải tốn rất là nhiều đất, thì thôi chúng ta gom lại nhỏ nó trong cái chậu. Đó, thì cái đây là cái bước khởi đầu tiên mà đam mê. Đó, thì lúc đó là cũng chưa có biết cây cối rồi, lúc đó còn chơi cây miền Tây rồi thôi, mai chứ thủy đầu này nọ thứ thôi. Thì đầu là internet đầu này nọ nó lên, thì đầu mình lên diễn đàn mình mới phát hiện ra là có cái loại cây mà của cái khu vực Ninh Thuận Bình Thuận miền Trung đầu này nọ đó, là nó rất là khác những cái cây miền Tây mà trước giờ mình biết. Quay này cái ra để đây đoạn này, ví dụ các bạn thấy những cái cây thịt không à, đi ví dụ đây là mai chứa thủy ha, đây là mai chứa thủy nè, nhìn cây rất là thịt, da dẻ nuột nà như gái 18, thấy không? Thì cây này nhìn quen quá. Bắt đầu mình mới biết những cái cây mà cây rừng, cây trên đảo, trên đồ, đây là những cái cây linh sam. Đó, có cái gốc gọi là lũa thép, thấy không? Những cái lũa này là thời gian rất là lâu, nắng gió đồ này nọ, tác động môi trường nó mới tạo nên những cái cây này rất là chắc. Đó, nó ra cái phong cách là nửa sống nửa chết. Đó, thì mình thấy hay quá, ấn tượng quá, đẹp quá. Cái cây này nó vừa có bông, vừa lá đẹp, rồi có lũa này nọ. Đó, thì đầu mình mê cây miền Trung. Đó, mê mua trên mạng, thời gian rủ ông chú chạy xe ra ngoài đó luôn. Chạy xe ra hốt. Hốt hết. Hốt ở ngoài đó. Thời điểm đó là cũng đi ra ngoài, anh em ngoài đó biết cũng nhiều. Đó. Hốt trở về, hốt trở về, đó. Quá trời luôn. Thì tất cả những cái cây đây là mua qua mạng, rồi mua trực tiếp từ ngoài đó. Xong rồi mê, thật sự mình mê những cái cây này hơn là những cái cây mà thịt thà. Đó, giống như những cái cây này là những cái cây, đây là mai chiếu thủy nè, đây là nguyệt quế nè, thì đây là những cái cây của khu vực miền Tây, vẫn đẹp, vẫn thích. Nhưng mà nó, mình thì mình thích những cái cây phong cách nó khô cằn đồ. Nhưng mà nó vẫn vươn lên, vẫn vươn lên, sống. Đầy sức sống luôn. Năm mới rồi bên gì đó, hội của mình có thi cử ngoài cái hội hoa xuân này nè, sao vô xuân đồ này nọ không ấy? À, nói chung á thì các chi hội của thị xã Tân Uyên đều mình đều có tổ chức, là các anh em mà mỗi lần mà hội họp nhau lại á, là tổ chức á, là coi như đấu giá cây, rồi cũng tổ chức thi để chi bố ông gây quỹ lấy cái tiền đó để hỗ trợ những cái địa phương là có những cái hộ nghèo, trẻ em hiếu học. Tất cả nói chung là tự phát. Cái hội sinh vật cảnh mình đó, kinh tế là mình cũng tự độc lập hết. Nên đó là cái tinh thần mà tương thân thương ái của các anh em cũng cao lắm, cũng vì cộng đồng. Cứ mỗi lần mà tổ chức á, đều có cuộc thi á, đều có là không chỉ thị xã mà tỉnh hội Bình Dương cũng vậy luôn, là hả đều hả gây quỹ rồi hỗ trợ lấy cái những cái tiền đó là hỗ trợ cho hả những cái gia đình cơ nhỡ đặc biệt rồi địa phương. Nhắc tới cái vấn đề mà gọi là hỗ trợ đồ này nọ thứ, thì mình nhớ coi như là cô Mỹ làm chủ tịch cũng rất là có tâm ha bạn ha. Mình nhớ chị này cũng nhiều năm trước rồi, thì thời điểm đó là Tân Uyên còn vắng. Đúng rất rồi. Là vắng người ở luôn, chứ không phải là đông đúc như bây giờ đâu. Vắng người ở, và muốn xây dựng một cái phong trào gọi là sinh vật cảnh ở cái thị xã này đó, thì kết hợp với những cái cơ quan chức năng này nọ, thì tổ chức thì cô Mỹ với chú Huy mình là mới mua những cái cây mini về. Lúc đó anh em ở đây là cũng rất là mê, có nghĩa là nhìn vô là mê rồi, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu hết, không biết mua cái cây gì, thậm chí cái tên cây đó tên gì cũng không biết nữa, nhưng mà nhìn vô là rất là mê đó. Thì mới mua những cái cây mini về, những cái này nọ, đầu mới bán rẻ lại cho mọi người, để mà mọi người có thể bắt đầu. Thì không phải cái miếng đất này mới đây thôi,
lúc trước là miếng đất bên kia, bên phía Hội Nghĩa. Thì nó là anh em tới đó uống cà phê rồi bắt đầu giao lưu về kiến thức, những cái cơ bản nhất có thể, từng cái cây, tên cây, rồi coi lá như thế nào, cách chăm sóc tưới tắm. Thì đó là những ngày đầu tiên thành lập cái hội sinh nhật cảnh của thị xã tới giờ. Thì cô Mỹ với chú Bi là người mà lúc đó có mình tham gia nữa, đó đưa cây lên. Thì trong số những cái cây đó cũng có cây của mình luôn. Đó thì bán rẻ cho anh em về, anh em tập nuôi, tập làm quen này nọ các thứ, trao dồi kỹ năng. Thì đó là những cái ngày đầu tới bây giờ. Thì bây giờ phát triển cũng mạnh nè. Cũng mạnh. Lúc đó là anh em không biết là thay phân cây như thế nào luôn. Thành ra là bây giờ Nam nhắc là con Mỹ nhớ lại là lúc đó là kêu anh em cây của mình, mình đưa cho anh em, hướng dẫn anh em để anh em làm. Nhưng mà thật sự ra thì mới mà, mới làm cũng có hư hao. Hao. Đó, nhưng mà điều làm cho anh em phấn khởi hơn. Đúng rồi. Đó, rồi ngoài ra là có tổ chức mà thi là những mà anh em mà coi như rành trong nghề thì không có thi, mà chỉ là trưng bày thôi. Còn là những anh em mà mới tập chơi để cho anh em phấn khởi hơn. Nhiều khi có anh em là đem cái phần thưởng là lúc đó tổ chức thì phần thưởng mình ít, Nam nhớ không? Dạ. Chỉ có bỏ là 200, 300, 500 gì đó. Nhưng mà khi mà anh em là nhận cái bằng khen đó về á thì lại bỏ tiền thêm. Yeah. Có một em nhớ hoài luôn, em đó kể lại là đem cái bằng khen về và em bỏ tiền thêm vào phong bì. Em mới đưa cho vợ đó, nói nè, thấy chưa? Chơi cây nè, thấy chưa? Nay đi thi có giải. Và em đó có nói như thế này: chị, coi như là hiệu quả liền. Hỏi sao? Nó vợ em làm cô giáo. Vợ em là có dạy thêm các học sinh. Nên khi mà các cháu mà lại mà cái vàng bonsai của em á là vợ em nói: tụi con xích ra. Bảo vệ cây cối liền. Thì cái đó là một trong những cái chuyện vui mà có thật. Đó, nhớ hoài. nó là sự thật các bạn, rất là vui. Thì giống như nãy mình nói là hay nói là mua con này con kia mà nói giảm tiền đi hoặc là nói được tặng á, thì cái này cao hơn một bậc nữa. Thì đi thi cây có giải, dù như lúc đó thì phong trào vui vẻ thôi chứ không có gì đó. Thì thứ nhất là đem cây tới để phổ biến cho những anh em mới biết về cây, cách chăm sóc nè. Rồi ví dụ như góc độ của Mỹ chú Bi rồi kết nối là những anh em gọi là thợ sửa cây, những người lành nghề hơn tới để giao lưu chia sẻ. Đó, tới đó xong rồi hàng tuần ha có tổ chức những cuộc thi nhỏ nhỏ, tất nhiên là những cuộc thi của gọi là nghiệp dư thôi, của những anh em mới vô nghề với nhau thôi để tạo cái động lực làm việc. Đó thì phần thưởng nó cũng gọi là tinh thần thôi. Tinh thần thôi. Thì là giải 100, 200, 300. Đó, thì đại đa số mọi người mà trúng giải á thì người ta lấy cái phong bì ghi cái tên mình thôi, người ta làm kỷ niệm, còn cái tiền người ta gửi lại cho ban tổ chức luôn để làm những cái buổi sau. Còn cái anh mà cô Mỹ mới kể á là được thưởng 300 về bỏ thêm 1 triệu vô nè, anh hôm nay anh được giải nhất, anh được 1.3 triệu. Thì người vợ thấy ô chơi cũng có lợi chứ, chơi vừa vui vẻ, không có ăn nhậu bậy bạ mà có tiền đem về nữa, là bảo vệ liền, không ai học sinh vô đụng cây là cản ra liền. Đó là cái chiều cao hơn nữa, vui vui á. Rồi ngoài ra là có một cái kỷ niệm nữa là một cái anh nhớ chú Minh không? Dạ, anh Minh. Cũng là phó chủ tịch hội mình đó. Là anh nói là từ khi mà tham gia cái hội sinh vật cảnh thì gia đình anh hạnh phúc hơn. Cái đó là một cái mà tự hào. Bản thân cô Mỹ là cô Mỹ cảm thấy mình tự hào. Dạ. Là mình đứng đầu hội và mình đem được cái hạnh phúc, cái niềm đam mê, niềm vui đến cho truyền cái cảm hứng mình, rồi truyền những cái đam mê của mình không chỉ cho anh em mà còn người nhà nữa, người xung quanh của những người đó nữa. Bởi vậy khi mà mình mà đến mà chơi hoặc viếng thăm gia đình anh em là vợ con người ta rất là vui nồng vẻ, nồng hậu, niềm nở. Đó là một cái mà mình thấy là tham gia hội sinh vật cảnh đó là tuyệt vời á. Thì nó cũng là, ngày xưa mình đi chơi dữ lắm các bạn, anh em bạn bè của mình ngày xưa biết mình đi chơi dữ lắm, chơi suốt ngày luôn á. Nhưng mà từ lúc vô sinh vật cảnh thì nó cũng thay đổi tâm tính, giống như mình cũng kể với các bạn vậy đó. Thì
Thật ra mình một ngày có 24 tiếng, 8 tiếng đi ngủ, 8 tiếng làm việc, cái giờ gian còn lại là giải trí. Thì nếu mà chúng ta không có môn giải trí nào lành mạnh thì chúng ta sẽ nhậu nhẹt thôi, thấy không? Để giết thời gian thôi. Thì khi mà có những cái đam mê này đó, bạn thấy không? Yoga, bấm tỉa cây, thay đất, thay chậu, uống kẽm đồ này nọ, mọi thứ nó dịu dàng, nhẹ nhàng. Thì ở nhà chăm sóc cây, cái bà vợ bà nhìn ra bà thấy đứng trước cửa rồi, bà cũng an tâm. Chứ giờ bận áo vô đi ra đường là ở nhà bắt đầu thiêu dệt cảm xúc đồ này nọ là lùm xùm dưới điện liền, đúng không? Còn giờ ở nhà làm cây vui vẻ, gia đình con cái quay quần rồi. Thì đối với Igu cũng vậy các bạn. Lúc mình dụ anh em vô chơi Igu rồi nọ, anh em đi làm về là về nhà chăm sóc pet không à, không có đi ra đường gọi là lăng tăng nữa. Mấy bà vợ nhắn tin cho mình nhiều lắm, nhắn tin là trời ơi không ngờ là cho ông trời tốt quá anh Nam ơi, thank you anh Nam à. Mình rồi đó mình cũng nhận nhiều tin nhắn vậy lắm, rất là vui. Hội Nghĩa Bình Thuận thị xã Tân Uyên lúc này á, Igu á là anh em rồi chơi nhiều lắm á nha con. Dạ thì nó nhiều mà, thấy nhiều á. Rồi hả, nhiều khi á cô Mỹ đi chợ, cô Mỹ thấy đi ngang á là thấy đưa em đồ đi học á, dạ, là thấy hả là mấy cô vợ á, sáng ra cho Igu tắm nắng. Dạ. Nhưng mà điều để vội quá nên không có chụp hình đồ lại gửi cho Nam thấy á, là cưng lắm ạ. Tân Quyên này cũng phát triển mạnh nè, ngay khúc dưới Hội Nghĩa nè, anh em đông lắm nè. Offline là offline dưới không á. Đúng không? Dạ đúng ở rồi. Hội Nghĩa. Đây là bông linh sam nè các bạn. Đó, cái này có thể làm bông ha, đối với cây này người ta có thể làm bông cho nguyên cái cây này là bông không. Đó, này những cái nụ sắp nở. Tím rất là thơm. Hội mình bây giờ thành viên đông chưa cô Mỹ? Cũng đông một số anh em á là coi như người ta không còn ở thị xã Tân Uyên nữa. Anh em á là ở dưới miền Tây mà lên đây lập nghiệp á. Thì bây giờ á, họ về dưới đó nhưng mà họ vẫn thường xuyên giao lưu lên trên này. Và họ còn nói cái câu là mặc dù anh đã về dưới Bến Tre nhưng mà anh vẫn là thành viên của hội nha Mỹ nha. Chơi đây vui. Chơi đây vui. Nói vậy rồi có em cũng nói vậy, nói không chị có gì là chị alo hú em lên nha, em vẫn là thành viên của hội mình nha. Không, cái đó cũng là một trong những cái mà mình cảm thấy hạnh phúc. Dạ. Không, ai mà mê cây cảnh thì cả ngày chỉ quay quần vậy thôi, quay quần sáng thì tưới bấm tỉa đó, thì mở cửa đón tiếp cho những người mà cùng cái đam mê vô tham quan. Rồi ví dụ như mà ai kết cây nào mà gọi là có duyên với nhau thì đến với được nhà mua bán, cũng không nặng nề chuyện mua bán. Đúng. có duyên thì gặp chứ không phải là bán buôn. Cái ngành này nó không có giống như những cái ngành khác các bạn, nhưng mà cũng có người ta áp dụng theo cái kiểu thương mại bây giờ vô. Mình thấy cũng có sale giảm giá rồi Black Friday tà lẽ cây cảnh cũng có Black Friday đâu tùm lum á. Nhưng mà ở đây thì đúng là cái kiểu nhà vườn truyền thống thôi, nuôi chơi đẹp rồi cứ vô tham quan thoải mái, cà phê cà pháo đồ. Ai có duyên ví dụ nói là chị Mỹ ơi cây này đẹp quá chị để em nhiêu đồ này nọ, có khi gia chủ không muốn bán, gia chủ đang có tâm tư gì với nó, đang có ý tưởng gì nó, người ta không bán đó, thì cũng năn nỉ đồ này nọ đó. Còn cây nào muốn bán thì nếu mà nghe giá ok hữu duyên thì đón về chăm sóc, lâu lâu cầm tới giao lưu chơi, cuộc sống nó bình yên nhẹ nhàng vậy thôi hả. Quá đẹp. Hồi xưa mình cũng mê lắm các bạn, nhưng mà làm không xuể tại vì thật ra mình ví dụ như mình ngắm đối với cái bonsai á, mình ngắm rồi mình gọi là mình lên ý tưởng thì ok ha, nhưng mà kêu mình ngồi tỉ mỉ vô từng cọng kẽm á thì mình không khéo để làm lắm. Cái chi tiết đó các bạn nhìn coi, như một cái cây này nè nó bao nhiêu là nếu mà quấn á là phải quấn từng cọng nhỏ như thế này đó. Ví dụ như cái cây này đang chỉa tùm lum đúng không, giờ mình quấn bẻ này xuống hay nó gan mầm từng cái nhỏ vậy đó. Đó, xong rồi đến khúc mà nó lớn lên nó quấn xiết kẽm rồi phải tháo kẽm ra bỏ đó, xong rồi mình thả sổng vậy cho nó phục hồi lại thời gian khoảng 1 tháng 2 tháng rồi mình lại vô kẽm tiếp đó, cứ cuộc sống vậy. Có nhiều người ta không biết chơi bonsai á, người ta không hiểu á, thì người ta nói mấy thằng chơi bonsai rảnh
đầu tiên nuôi thả cho nó mọc tè le lên đó, xong mới cắt bỏ, xong mới lại nuôi cho thả lên vậy, xong mới cắt bỏ, cứ vậy á, cứ nuôi thả xong cắt bỏ, nuôi thả xong cắt bỏ, vô kẽm, xong mới mấy tháng sau tháo kẽm, mấy tháng sau vô kẽm, mấy tháng sau tháo kẽm, thì nhờ những cái chuyện mà nó chi ly gọi là nhỏ và rất là cực như vậy á, thì từ từ nó mới hình thành được những cái cây mà nó có phơm dáng vậy, thấy không? Những cái cây nếu mà mọc tự nhiên thì nó đâu ra được cái hình hài này. Cái này nếu mà tỉa rồi xuống này nọ thì nó sẽ lòi rồi ra còn đẹp hơn nữa. Cái này đều phải có bàn tay con người để mà giúp cho cái cây nó đẹp lên là như vậy. Đó, nhìn rất là đẹp, các bạn nhìn từ xa ra. Rất là đẹp luôn. Cái này ngắm cây ban đêm cũng rất là đẹp nha các bạn. Ngắm bonsai mà ngắm ban đêm á. Các bạn biết không? Ngắm bonsai, ngắm ban đêm á, lúc đó bây giờ ban ngày chúng ta thấy những cái đôi khi ví dụ chúng ta thấy cái này hơi chổi. Nó làm cho chúng ta không có thoải mái do ánh sáng đầy đủ, nhưng mà ngắm ban đêm á chúng ta chỉ nhìn được cái tổng thể của nó thôi. Nhìn nó rất là mềm mại, rất là đẹp ha. Rồi ok, thì những ngày cuối năm lên tham quan cái vườn của chủ tịch sinh vật cảnh Tân Quyên, đây là cô Mỹ ha, thì một người làm rất là có tâm, rất là chịu xiên đi làm những cái này cái nọ cho mọi người chơi đó. Thì cũng nghe cô Mỹ chia sẻ lại cái quá trình thành lập và cái đam mê là của mày nọ, thì hy vọng qua cái video clip này sẽ giúp cho mọi người hiểu thêm về cái ngành này, cái bộ môn này, và có thể tạo thêm động lực cho các bạn có thêm một cái bộ môn chơi nó lành mạnh, nó tinh tế, nó có chiều sâu, và quan trọng nữa là nó giúp cho gia đình nó vui vẻ. Ok mọi người, thì chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye.